Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay á, mình sẽ cùng nhau chơi một tựa game mà đang rất là hay và được nhiều người yêu thích. Nó là một tựa game mà tất cả chúng ta đều mong chờ trong năm 2023 này sẽ ra mắt. Đó là game, chính xác đó chính là game sinh tồn, tựa game rất là hay. Nếu bạn nào chưa chơi qua thì hãy thử ngay ha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Thì đây là một game có hệ thống chiến đấu hay nhất ha. Chung là đây là một trò chơi mới thuộc thương hiệu của Somater. Đây là trò chơi hay nhất và là bước ngoặt mà studio này tạo ra trong cái quý vị mới. Triết lý khó khăn nhưng công bằng của toàn bộ series đã được kế thừa phát huy hoàn hảo trong game này. Thậm chí một số cơ chế còn được đẩy lên một tầm cao mới. Không nói quá khi nói rằng tựa game này là tiêu chuẩn của dòng game nhập vai trong khoảng 10 năm nữa.